Một buổi sáng thức giấc, anh nhớ về hôm qua. Trong cơn mơ, anh thấy em bên cạnh. Người anh yêu lung linh như một tia nắng, rồi chợt tan hoa nơi cuối chân trời. Một buổi sáng thức giấc, muôn hoa chào nắng mới. Nhìn em bên anh thấy thêm yêu đời. Và em có hay nếu một ngày mình cách xa thì anh mai ăn đây ra xa. Có nghĩa là chán cơm đã thèm. Có những rồi, lúc mình không đi yêu thương. Đã có những lúc mình mất nhau trong vài lần. Và đã có những lúc ai đó chia ly đôi ta. Nhưng tình yêu cũng sẽ dẫn lối chúng ta vượt qua. Yêu em và yêu em mãi mãi không phải. Mày có bầu không hả? Không hả, mày có bầu? Anh sẽ yêu em đến mai sau. Cầm tay anh nhé em, lắng nghe nhịp tim anh rung động. Và đưa bàn tay này lên trái tim anh. Yêu em dù cho sóng gió ghé qua. Mong sao thời gian cho em bay lên anh. Tình yêu như ánh dương sẽ không nhạt phai theo tháng ngày. Và đẹp tựa như những cánh hoa nơi thiên đường. Anh đang định làm gì vậy Luân? Tôi cho anh uống nước. Anh nghĩ sao vậy? Người ta đang ngủ như vậy mà cho uống nước. Về đi. Đau, buông ra. Tôi nói anh nhiều lần rồi, đừng bao giờ làm phiền tôi. Buông ra. Sao mà lì quá vậy? Đau quá. Thứ gì? Mày nói gì? Không. Tôi uống nước. Anh uống không? Nè, uống miếng đi. Anh tỉnh dậy rồi hả? Em còn nhức đầu không? Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Hả? Anh là Sơn nè, em không nhận ra anh sao gừng? Chị Hân à, chị không nhớ gì hết hả? Chị bị ngất xỉu, rồi cả nhà đưa chị đến bệnh viện nè. Chị không nhớ gì thiệt hả chị? Không. Chị chỉ nhớ là chị để quên đồ. Chị từ phim trường chạy về nhà mà. Rồi xảy ra chuyện gì chị không nhớ. Hình như có vẻ Hân không nhớ những chuyện vừa xảy ra. Bà chú tôi giết con Hân để mình tôi lãnh đủ hả? Tôi bây giờ hết ngu rồi. Kể từ bây giờ tình đôi ta như chấm dứt, đường ai nấy đi. Cái gì? Thân ai nấy đó. Đừng làm việc tôi nữa. Đừng làm việc tao. Anh đứng lại. Tôi chưa nói chuyện với anh xong mà. Ai cho phép anh đi vậy? Chị nhìn kỹ lại coi. Đây á, là vết xăm hình mỏ ne của anh Luân. Ừ. Đúng không? Đúng. Em đã từng nằm mơ thấy em rượt theo anh sau vụ tai nạn. Anh đã làm chuyện gì mà em phải làm như vậy hả? Cái này á là quá phi lý luôn đó. Chẳng lẽ bây giờ anh nằm mơ anh thấy em ngoại tình với kẻ khác, rồi sau khi tỉnh dậy anh kết tội với em là phản bội anh sao? Đúng không? Thì bây giờ anh giải thích đi. Tại sao mà sau khi chị Hân bị mất trí, chị không nhớ thứ gì khác ngoài chuyện truy đuổi anh? Anh phải làm một cái chuyện gì đó khủng khiếp lắm thì chị Hân chỉ mới... Thôi, dẹp đi. Nè. Có phải vì cô ghét tôi Rồi gán ghép chụp mũ đúng không? Không có bằng chứng gì cả. Chỉ dựa vào ba cái giấc mơ mộng mị tào lao biết đau mà quy chụp lại sao? Hân à, trong thời gian vừa qua
vì em biến đổi tính cách. Mà anh phải hy sinh rất nhiều thứ. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Anh không muốn mình bị xúc phạm nữa. Nếu em còn tin anh và yêu anh thì em đừng nghe kẻ khác xúc xỉm phá đám tình cảm hạnh phúc của mình nữa. Em hiểu anh muốn nói gì đúng không? Khi nào anh ta nói đúng? Không thể vì một giấc mơ hoang đường mà mình lại kết tội anh ta. Như vậy thì ác. Thư nè, chị nghĩ sau này có chuyện gì thì em đừng có can thiệp cho chuyện của chị nữa. Chị tự tính được. Chị, anh, em xin lỗi anh nha. Đàn ông con trai gì mà giận dai quá vậy? Anh, em xin lỗi mà. Anh còn giận em bây giờ, em giận ngược lại anh đó nha. Trời ơi, ngan nghỉ mình thêm một câu nữa là được rồi. Tiếc ghê. Đúng là già đầu mà còn ấu trĩ. Ủa, cậu cần nó mà, đâu phải nó cần cậu đâu. Yếm thế còn mày đặt chảnh chọe. Ê cái bà kia, nãy giờ bà núp rình trong đó để theo dõi tôi hả? Rồi sao? Chắc là đang cai cứu cái vụ kia, cho nên thấy tôi đang âu yếm với Hân thì tức khí, ganh tị, đúng vậy không? Tôi nói cho bà biết, bây giờ cái ghế của bà cũng ngang cơ với tôi rồi. Tôi không có ngán bà nữa đâu. Nếu bà muốn cương á thì tôi cương lại cho bà coi. Đúng là giọng điệu của cái thằng vô lại. Không biết ai vô lại hay ai. Đúng rồi, tôi biết. Tôi biết bây giờ cậu ngon lắm, cho nên á tôi sao không dám đụng đến cậu đâu. Bà biết như vậy là được rồi. Tôi bị bà đè đầu cởi cổ lâu rồi, giờ thì hết rồi. Trong tiếng Anh gọi là game over đó, hiểu chưa? Cậu ngon lắm. Bây giờ cậu được con Hân bảo kê rồi, cho nên tôi, chính tôi mới là người phải dè dặt cậu nè, đúng không cậu Luân? Đúng. Nếu bà biết điều á thì sau khi làm rể chính thức nhà này, tôi còn nghĩ chút tình cho bà húp một miếng cháo, hiểu chưa? Vậy nghe. Sơn ơi, tôi nghĩ là ông đừng có buồn nữa. Dù là Hân bây giờ không còn là gừng, nhưng mà mình cũng nên vui đi.
Trong cái rủi có cái mai mà. Sức khỏe của Gần vẫn tốt là được rồi. Tôi cũng nghĩ như ông. Chỉ mong sao chấn thương của Hân vô hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe sau này của cô ấy. Vậy là đủ rồi. Tôi đâu còn mong gì hơn. Vậy là anh chấp nhận mất chị em thiệt hả? Nếu mà đó là số mệnh thì anh có thể làm được gì? Chỉ hy vọng là có phép lạ xảy ra thì Hân mới trở lại là Gừng của trước đây. Cổ, sao cổ sống được tới bây giờ? Tôi cứu cổ đâu phải để cổ mang ơn. Còn chuyện tình yêu nó xảy đến, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chuyện anh và chị Hân yêu nhau đã gây bất ngờ cho mọi người rồi. Chẳng lẽ bây giờ cuộc tình này cũng kết thúc một cách đột ngột như vậy hả? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Vì nó dang dở cho nên nó sẽ theo con người ta đến cuối cuộc đời.
Cô tới đây khi nào vậy? Xin lỗi, tôi không cố tình làm anh giật mình đâu. Anh đang hay quá. Ở ngoài này sương đêm xuống lạnh lắm. Cô về nhà nghỉ đi, không thôi lại bệnh bây giờ. Hồi nãy tôi nằm mơ thấy... không có gì đâu. Anh mới khóc hả? Sao khóc vậy? Vì cách đây không lâu, cũng tại chỗ này, tôi cũng đang bài nhạc này cho người nghe. Cô ấy rất thích, nhưng mà lúc đó tôi có việc đột xuất phải đi, cho nên chỉ đàn được có nửa bài thôi. Tôi có hứa là sẽ đền cho cô ấy, nhưng mà không còn dịp nào khác. Vậy thì bây giờ anh đàn cho tôi nghe đi, tôi sẽ nghe hết bài. Tại sao tôi phải đàn cho cô nghe? Tôi chỉ đàn cho gừng nghe thôi. Mà cô đâu phải là gừng. Tôi đi về đây. Khoan đã. Có phải là ngày xưa anh đã từng yêu gần tha thiết, đúng không? Hãy để câu hỏi đó cho Dương Cường trả lời. Nếu như cô ấy có thể, xem đó là một bí mật thiêng liêng của tụi tôi. Mẹ sao vậy? Ông bỏ mẹ đi nữa rồi. Không có đâu, ba chỉ lên rừng kiếm thuốc cho mẹ thôi. Ông đi rồi. Mẹ ăn đi. Con bảo đảm với mẹ là ba chỉ đi vài bữa rồi ba về à. Ông đi luôn á. Ba không có đi luôn đâu. Con hứa đó, con sẽ đi kiếm ba cho mẹ nha. Mẹ ăn đi nha. Kiếm nha. Dạ. Alo, tôi nghe. Dạ phải. Dạ, có chuyện gì không anh? Dạ rồi, tôi tới liền. Mẹ, có chuyện gấp phải đi, mẹ ở nhà nhé. Kiếm ba nha. Anh Sơn. À, Vy. Sao em biết anh ở đây? Rồi. Khi em muốn bắt đầu lại với anh thì cái gì em cũng có thể làm được. Anh đang bận lắm. Chứ là anh nghĩ tụi mình còn gì nói nhau đó. Anh đừng tránh mặt em như vậy có được không? Xin anh hãy cho em một cơ hội.
Em xin lỗi. Anh không thể. Nhưng em có thể đợi. Em sẽ đợi đến ngày anh và Hân chia tay nhau. Em sẽ đợi. Không bao giờ có chuyện anh và Hân chia tay nhau. Và nếu như chuyện đó có xảy ra, anh cũng không thể yêu cô gái nào khác ngoài cô ấy. Cô là bạn gái trước đây của anh Sơn đúng không? Chị đã biết rồi mà còn hỏi nữa là sao? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Chị hỏi gì mà ngớ ngẩn vậy? Không phải cách đây 2-3 hôm tôi và chị đã có gặp nhau rồi sao? Tôi xin lỗi vì đầu óc của tôi dạo này kém lắm. Mà cô có phải Thanh Vy không? Cái này thì chị nhớ đúng rồi đó chị Hân. Sự càng ngày tôi càng ganh tị với chị. Tôi từng nghĩ dẫu tôi có làm gì sai lầm đi chăng nữa thì người con gái anh Sơn yêu thương nhất cũng chính là tôi. Nhưng tôi đã sai. Chị là người may mắn. Xin chúc mừng chị. Thậm chí ở nơi chúng tôi cất giữ mơ với nhau cũng có dấu ấn của chị. Chị nói vậy là sao? Chị nói rõ hơn. Không phải dấu ấn hai bàn tay lòng vào nhau ở phiến đá là của chị và anh Sơn sao? Chị hãy giữ anh Sơn cho thật kỹ nhé. Và đừng bao giờ đi vào vết xe đổ của con. Chị Hân, sao chị ngồi sững ra vậy? Thư nè, bộ hồi lúc trước chị đã từng yêu anh Sơn tha thiết lắm đúng không? Điều này á thì khỏi phải bàn cãi nữa. Mà sao tự nhiên hôm nay chị lại hỏi em chuyện này vậy? Tại vì chị tò mò nên hỏi cho biết vậy thôi. Em thấy chị hôm nay lạ lắm đó nha. Chị có gì không ổn hả? Chị đã nói không có gì mà. Hân, tới giờ vô bệnh viện khám rồi đó con. Con đã nói là con chưa đồng ý mà. Tự nhiên bây giờ ba hẹn giờ khám xong rồi ba bắt con vô chuyện đã rồi là sao? Sao ba kỳ vậy? Chị Hân, ngày mai là em bay qua Mỹ nhập học lại rồi. Chẳng lẽ chị muốn em qua bên đó học mà thấp thỏm lo cho chị hả? Thôi con à, đừng có cố chấp nữa. Vô khám một lần nữa thôi con nha. Thôi được rồi, con sẽ đi. Sau khi con giải quyết một chuyện quan trọng đó. Chuyện gì quan trọng vậy chứ? Thì ra mấy bữa nay ba bị bắt vì tội đánh bài hả ba? Tại ba xui nên ba bị tó. Con làm giấy bảo lãnh cho ba đi con. Bảo lãnh cái gì? Cậu có biết tụi tôi bắt cha cậu bao nhiêu lần rồi không? Nay dẫn chứng nào thật nấy thì làm sao có thể bảo lãnh được? Phải khởi tố bắt tạm giam mấy thì mới cải tạo mấy được. Dạ. Con yên tâm đi. Ba nghỉ mát chừng vài 3 tháng rồi ba ra. Ba hứa lần này ba... Thôi ba đừng có hứa hẹn gì nữa hết á. Con với mẹ thất vọng vì ba quá. Con quyết tìm ra cái lý do gì để giải thích về sự vắng mặt của ba đây. Mà tiền đâu ra ba đi đánh bài vậy? Ba... Thì ba mượn của người ta đó mà.
cái gì vậy? Mau lên đây coi. Nghe em nhở? Không. Sao anh phát anh mạnh vậy? Anh là chồng sắp cưới của em. Anh có quyền ôm và hôn em chứ. Buông ra. Anh em đi. Ở nhà tôi còn không cho phép nữa, huống hồ gì ngoài này. Táo tợn, lỗ mãn. Táo tợn, lỗ mãn đâu? Anh chỉ muốn thể hiện tình cảm với em thôi. Anh Sơn, anh cứu lại coi. Chết nha. Sơn, em có chuyện này muốn hỏi anh nè. Tôi không có chuyện gì để nói với cô hết á. Anh Sơn. Hân. Sơn. Hân. Nghe tôi nói nè. Ơ à, con nhỏ này đâu phải con dâu tao nữa đâu, mày tới đàn chị. Mày tới đi. Dạ. Mày tới đi. Mẹ. Đi, đi. Con mới gặp ba nè. Ba đâu? Ba đâu? Ba nói là phải lên rừng kiếm lá thuốc cho mẹ. Khoảng 3-4 tháng nữa mới về. Lâu dữ hả? Ông nghiệp ông già quá ha. Tình nghĩa ghê luôn ta ơi. Thôi kệ. Đi bao lâu thì đi, mà miễn là đem thuốc về cho. Ủa? Mà mẹ bệnh gì vậy? Ủa, tao tiên nữ mà, tao bệnh gì? Tao tiên nữ mà. Cô. Ba anh đang gặp chuyện hả? Ừ. Vậy tôi có thể giúp gì được cho anh không? Tôi tự lo được. Cảm ơn cô. Anh Sơn, tôi muốn đến chỗ phiến đá. Phiến đá mà. Ờ đúng rồi. Cái phiến đá mà có khắc hai cái bàn tay của tôi với anh đó. Được không? Sao mà cô biết được? Anh làm ơn đi. Tôi muốn đến đó. Anh dắt tôi đến đi. Tại sao? Là vì tôi muốn tìm lại cảm xúc của mình. Hân ơi! Tới giờ đi khám bệnh rồi đó con. Hân ơi, Hân. Hân. Hân à. Hân. Tới giờ đi khám bệnh rồi con. Hân ơi. Hân. Ủa, con nhỏ này đi đâu vậy ta? Nè. Bà có thấy Hân gái tôi đâu không? Hân con. Con gái của tôi. Con gái hả? Thấy nó đâu không? Nó chơi 5-10 với thằng Sơn. Thiệt không? Mật mã ôn bởi thằng Nga gạt cú quá mày. Nhìn mặt vậy mà ngu mà cố. Mày thiệt, xém chút là. Tôi xin lỗi anh nha. Hồi nãy tôi lỡ nắm tay anh á. Tôi xin lỗi. Tại sao cô không chịu tới bệnh viện? Lỡ căn bệnh nguy hiểm á, phát hiện càng sớm càng tốt chứ. Anh đã nói là tôi không phải là gừng mà. Tại sao lại quan tâm tôi như vậy? Vì cô mang hình hài dấp dáng của gừng. Trở lại là gừng thì anh có thể yêu tôi không? Được không? Anh trả lời đi. Tôi không biết phải nói sao nữa.
Vậy thì bây giờ anh hãy dắt tôi đến đến phiến đá, phiến đá mà có dấu khắc hai bàn tay của mình đó. Làm ơn mà. Được. Nhưng sau khi tới chỗ đó xong, cô phải tới bệnh viện để khám bệnh, được không? Tôi hứa. Đây là nơi mà cô muốn đến. Gừng Hân, cô có sao không? Anh Sơn ơi, tôi thấy hết mọi thứ. Tôi nhớ hết mọi thứ. Mọi thứ nó đang hiện rõ trước mặt tôi. Cô thấy gì? Tôi thấy tôi và anh đến nơi này và cùng nhau khắc hình vẽ này nữa. Anh Sơn, anh hãy kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện đi. Tất cả mọi chuyện của hai tụi mình lúc trước đây. Tôi xin anh đó. Được rồi, cô qua bên kia ngồi đi. Tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện. Cách đây không lâu, có một cô gái lạc vào vườn hoa nọ và gặp một anh chàng làm công ở trong đó vì quá đói. Cho nên cô đã cho món ăn gà kho gừng, khiến cho cô bị anh làm vườn nghi là kẻ trộm. Tên gừng cũng bắt đầu từ đó mà ra. Nghe cũng thú vị đó. Anh kể tiếp cho tôi nghe đi. Rồi ngày qua ngày, từ những sự hoài nghi lúc ban đầu, hai người đã dần dần thu hẹp khoảng cách với nhau. Biết gừng là một cô gái tứ cố vô thân, bị tai nạn mất trí, nên anh làm dượng đã cố gắng hết sức để mà cưu mang gừng. Họ đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt nhất, đã từng chia ly và rồi tái hợp. Cuối cùng họ mới nhận ra một điều là họ không thể nào sống thiếu nhau. Họ đã cùng nhau dệt nên những giấc mộng đẹp. Họ rất hạnh phúc. Nhưng rồi giông bão từ đâu kéo tới. Phi hết tất cả những ước mơ nhỏ bé của họ,
từng ôm anh như vậy có đúng không? Gần đã từng hôn anh như vậy có đúng không? Em đang cảm nhận, em cảm nhận được em đang là gần ngày xưa của anh đây. Gần ngày xưa của anh đây nè. Nhưng thực sự thì em vẫn không chắc chắn được. Với anh như vậy là quá đủ rồi. Quá đủ rồi. Tan. Cũng được. Sao? Cảm giác làm sao? Quá đã. À. Đáng rồi. À, để cho em té. Gì kỳ vậy ta? Con nhỏ này tại sao tới giờ này rồi mà vẫn chưa chịu mở máy lần sao mà không hiểu nổi. Bác ơi, bác làm ơn bác ngồi chút mình con đi, con chóng mặt lắm rồi. Con đã nói với bác cái tên Sơn đó dụ dỗ chở Hân đi đâu đó rồi, chính mắt con thấy rõ ràng mà. Mà khi mà nó tỉnh lại nó đâu còn biết thằng kia là ai đâu, mà sao tự nhiên giờ mà đi lại được với thằng đó là sao? Tại bác không biết, chắc cái thằng đó cho Hân uống bù mê thuốc lú thêm một lần nữa rồi. Tại bác không cứng rắn cho nên nó mới vợ ngươi như vậy đó. Thì này mà nói về hả, bác tống cổ hai mẹ con ra khỏi nhà. Đúng là thứ không biết điều. Không biết là bữa nay là cái ngày mà đưa Hân đi kiểm tra bệnh viện sao? Bác nói vậy con chịu đấy. Giờ này mà còn kiểm tra kiểm triết gì nữa chứ. Chỉ mong là con Hân nó về cho lẹ để còn kịp dự tiệc đưa con Thư đi nước ngoài đây nè. Hay là bây giờ để con gọi cho anh Sơn thử coi. À, con gọi thử rồi con. Rồi, gọi liền đi em. Lên. Dạ thương nó gọi anh. Thôi chết rồi, em đã quên điện thoại. Em quên luôn rồi, em phải đi khám bệnh nữa. Alo, anh nghe nè Thư.
Alo, anh Sơn hả? Anh có đi cùng với chị Hân của em không? Đúng rồi. À không, anh đang ở cùng rừng. Vậy á, cho em nói chuyện với chị Hân một chút. Điện thoại để em nói chuyện với Thư cho. Dạ Thư hả? Chị nè, em có tin là chị đã trở lại làm rừng rồi không? Vậy sao? Chị đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi hả? Không cần lời gừng, chỉ cần chị là Gia Hân bây giờ thì chị cũng có thể yêu anh Sơn được mà, đúng không Thư? Vậy thì tốt quá, em chúc mừng hai người nha. Cảm ơn em. Thư ơi, hình như là hôm nay em tổ chức tiệc chia tay đưa em qua Mỹ du học lại đúng không? Cả nhà đang đợi chị với anh Sơn nè. Ừ vậy có gì chị với anh Sơn về liền vậy nha. Dạ. Mình đi về liền đi anh. Em quên nữa, Thư nó đang đợi ở nhà, hôm nay nó tổ chức tiệc để chia tay, tiễn nó qua Mỹ du học lại đó. Mình xa suốt quá, để gia đình em phải chờ đợi như vậy. Ba em đã ghét anh sẵn rồi, bây giờ ghét hơn nữa. Không có đâu, chỉ cần em tin anh là đủ rồi. Anh đừng có lo nha, mình về đi. Làm đi em. Ủa, con gọi được cho Hân rồi hả? Dạ. Chị Hân với anh Sơn đang trên đường về đó gì? Dì biết á, là ba con á, chắc chắn là không thích cậu Sơn, nhưng mà theo ý dì á, con muốn mời ai thì con cứ mời. Thì tất nhiên là con sẽ mời anh Sơn mà. Không những vậy, con mời bác Hai với anh Minh nữa. Dì, con cảm ơn dì đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho con nha. Trời, có gì đâu cảm ơn, đó là bổn phận của dì mà. Dạ, con cảm ơn dì. Bà Hai ơi, bà Hai ơi, bà Hai, bà Hai, bà Hai ơi, bà Hai. Trời đất ơi, cái bà này. Bà Hai ơi, bà Hai. Mà khùng đi đâu trời. Trời ơi, cái bà nội này chút xíu đó kìa, thuốc tôi rồi thấy không? Thuốc gì đó con, con thôi đi. Bà hai gì? Thôi mà đừng có giận mà, tôi nói nghe nè, bữa nay nhà tôi có tiệc. Gì sao? Tôi qua mời bà qua nhà tôi ăn tiệc. Ăn tiệc hả? Ừ. Mà đang mắc cho nhỏ này ăn là chờ cho nó ăn xong rồi qua hả? Ăn lẹ đó. Trời ơi bà Hai ơi, bà nuôi cháu và bà cho nó ăn đậu phộng gì làm sao nó khỏe được. Không mà, không nè, phải cho nó ăn cái này nè. Gì vậy? Đồ ăn hả? Ngon không? Đồ ăn tốt lắm đó nha, dành cho con nít á, đồ ăn xịn á. Cho em bé hả? Ừ. Mâm mâm con, nó mẹ ngon ngon nè. Thôi được, để mẹ ăn thử nha. Ê, không có được. Cái gì vậy? Đồ ăn này á, phải ăn ban ngày, ăn ban đêm đau bụng chết luôn á. Thế hả? Ừ. Ban ngày nè, nhưng mà tôi cho bà, nhưng mà bà phải cất kỹ, bà giữ trong người á, cho nó ấm nha, phải cho ấm, không á ra lạnh là nó hư á. Nè, sáng mai thức dậy á, cho nó ăn sớm, bà nhớ nha, không có được lấy ra nha, không không có cho ai biết nghe chưa, nhớ không? Nhớ rồi. Cảm ơn nha. Nè. Hả? Chút xíu thằng Sơn về á, hai mẹ con qua nhà tôi nghe chưa? Chi? Qua ăn tiệc. Tiệc hả? Qua nè, nhớ qua nha, không không qua là tôi giận, mai mốt tôi không có cho ăn đồ ăn xịn nữa đâu á nha. Qua nha, không chút qua. Qua nha. Qua chút, qua chút cho em bé ăn xong rồi qua. Ngồi xuống đi, để lấy gì làm cho được rồi.
làm ở đây. Giấu trong tim em một hình bóng, một giấc mơ em mơ đôi lần. Đến khi cần mơ vụt tắt, hạnh phúc ơi cũng sẽ phai tan phải không anh. Giấu trong tim em một hẹn vương, hãy nhớ ra khi ức ngọt ngào. Hạnh phúc ơi xin quay về đây, giây phút giây bên em xin đừng rời xa nhé. Nhớ lại ngày đôi ta đã yêu, và em nhớ